Từ ngày cậu trở về làng đến giờ lúc nào tôi cũng cảm thấy thấp thỏm. Tôi chỉ mong cậu được sống những ngày thật yên bình bên bà, không thị phi, không rắc rối. Chẳng phải cậu đã chịu đựng đủ rồi sao? Vệ sĩ thì chắc cậu không cần. Nhưng cậu có cần một anh bạn trai đẹp trai vừa phải, tốt tính vừa phải, tài sản cũng vừa phải, nhưng lại có tình cảm và tấm lòng bao dung như tớ không? Bố à? Dạ chồng con vừa mới về ạ. Vâng ạ, con chào bố. Không có chuyện đó đâu. Kể từ ngày hôm nay, con sẽ không gây sự nữa. Con ra mở hàng đây. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Hãy kiếp sau ta cùng chung.